nó vừa sân nhà các bà con. Đây IC bà con là có IC 7, IC 6 alo nha, 088 65 7, tất cả IC luôn. 6 7 8 9 7 rưỡi. Có dùng hộp vang nó xài đó. 3 2 đó. Con nó ghiền đẹp. Nguyên bộ nó vậy đó. Bây giờ phải đổi cái thùng. Cái này thì kéo vô dễ à. Đổi thêm thùng bia nào nè, ra ngoài kìa. À. Cái thùng này là thùng chế. Thùng nguyên bản nó nhỏ là thế này nè. Ủa thùng này lửa đẹp quá nè. Đây là lấy thùng vô. Tới thùng nào đưa vô muốn cho đẹp hay không đẹp cho. Cái gì đâu. Không còn đẹp thôi. Em coi nè, cái này nè. Coi cái thùng nào. Thích cái nào đổi đó. Con này bạc liêu sao không được đâu. Con này thì dùng Hà Nội với ở Kiên Giang, Giang xài nhiều tại nó bơm rãnh nước. Nó chế bơm đường nước. K8. Con này đẹp rồi. Có thùng này con này cũng đẹp nè, sửa sao nữa. Nhớ 90 lần đôi vô nha. Không sao đặt không? Ờ đặt nó vô số nó không lựa đâu, khó khăn lắm. Đây, xong gần cửa hàng nhà. Cái này khỏi đổi quá. Con đổi kia kìa. Con này cũng đẹp, lưỡi bự bự luôn nha. Con lưỡi cái này nhóc chưa. Ngân hàng hả? Có ngân hàng không? Có ai có hỗ trợ trả góp nha bà con. Bà con không cần tiền, nhận có máy đem về xài. Khỏi cần trả tiền trước luôn. Dưới 30 triệu khỏi trả tiền trước nha bà con. Bà con chỉ cần chứng minh bằng lái, nếu bà con nào không có chứng minh bằng lái thì có hộ khẩu. Khá đẹp các bà con ơi. Dưới 30 triệu là khỏi chứng minh bằng lái, khỏi cần đưa tiền trước các bà con. Đây là 8 là 8. Toyota 11 12 triệu bà con ơi. Chung giá này nếu mà về thấp thì bán cho bà con không thấp, giá cao bán được cao chứ không giá chết cho bà con. Không mong lúc nào giá thấp để cho bán cho bà con dễ xài thôi, phù hợp với tiền bà con. Mong lúc nào cũng được giá sắp nhập giá thấp để bán cho bà con dễ xài. Đây là cái xe 14 đó bà con. 14 nữa hay gọi lớp D đó. Con này chạy ghe đồ là ok lắm. Đây là những dàn xế tay, xế đất hay những dàn phay của Hà Nội khi mình nhận phay á của hàng em. IC7, IC8, IC9 đầy đủ. Bà con nào có nhu cầu đa lô nha, 088 635 6707. Tất cả mặt hàng đều được bán trả góp cho bà con. Hàng hỗ trợ bà con tối đa luôn. Bà con là không có tiền nhận lấy máy được về xài, cần chứng minh bằng lái dưới 30 triệu. Rồi nếu bà con là mua máy cài được hỗ trợ tới 1 tỷ nha bà con.